Kính thưa quý vị, thực hiện cao điểm phát động 90 ngày đêm từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 về tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chỉ trong hai ngày 22 và 23 tháng 8, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an Tây Ninh đã vận động thu hồi 6 khẩu súng hơi tự chế các loại và 210 viên đạn chì. Cụ thể, vào ngày 23 tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh đã vận động thu hồi 2 khẩu súng hơi tự chế cùng một số đạn chì của hai người dân ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Trước đó một ngày, tại thị xã Trảng Bàng, đơn vị này cũng đã vận động thành công người dân giao nộp 4 khẩu súng hơi tự chế cùng một số đạn. Tại buổi thu hồi, người dân khai nhận, thông qua các trang mạng xã hội, thấy quảng cáo rao bán súng và các thiết bị về súng hơi tự chế nên đặt mua về với mục đích để săn bắn. Lực lượng công an đã hướng dẫn tuyên truyền pháp luật và cho người dân ký cam kết không tái phạm. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng chức năng sẽ tăng cường các biện pháp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.